Dạ, ngày mới cho mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe gửi đến tất cả cô chú anh chị mình nha. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại xã Tân Thành thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Chỗ mình đang đứng đây là có thể nhìn thấy được hải đăng kê gà, mũi kê gà và bãi biển đá vàng. Mấy tháng trước mình có đến bãi trước của làng chài kê gà thì có cô chú anh chị khán giả nói với mình á là đi theo hướng dẫn của mình đến bãi trước nhưng không có mua được hải sản. Sẵn đây thì mình cũng chia sẻ với cả nhà mình luôn là vào những cái tháng hè á, bà con mình ở xã Tân Thành sẽ rời về bãi sau nha. Hiện tại là bãi trước nó đang có sóng, rời về đây thì nó êm hơn. Để mà đến được bãi sau thì cô chú anh chị mình đến ngã ba kê gà. Gần ngã ba kê gà có khu du lịch Thế Giới Xanh. Bên hông là một cái con đường dẫn ra biển. Mình đi theo cái con đường đó là sẽ đến bãi sau làng chài kê gà nha. Chỗ này là nó nằm giữa thị xã La Di và thành phố Phan Thiết. Cách La Di với Phan Thiết đâu đó 31-32 cây á. Và xã Tân Thành này cũng là xã làm nghề biển nhiều nhất của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ngoài làm biển ra thì nổi tiếng là làm muối. Nhiều nhất là trồng thanh long. Bà con mình trồng thanh long rất là nhiều. Nghề biển mà bà con mình làm nhiều nhất ở đây đó là nghề lưới rút hay còn gọi là lưới bao á. Ngoài ra còn có nghề giã, nghề dập nè. Có anh có chú đi câu hoặc là đi lưới nậu nữa. Đây là lần thứ 3 mình đến làng chài kê gà. Theo cảm nhận của mình á, thì bà con mình ở đây rất là thân thiện. Nếu mà cô chú anh chị mình nhìn từ trên cao á, là có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp ở nơi đây. Dạ, bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng theo dõi video nha. Xem video nhớ tặng cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Giờ này cũng gần 6 giờ sáng rồi cả nhà. Bà con mình đang mua bán rất là nhộn nhịp. Khách du lịch xuống đây tham quan cũng như là mua hải sản mình thấy cũng khá đông á. Chở hải sản vô. Cá nục. Chú Bảy ơi. Cá chét, cá chỉ vàng. Cá lò, có cá đỏng nữa. Cá chét. Để bà chủ chưa tỏi nha. Dạ dạ em cảm ơn anh. Có cá ảo nữa kìa. Cá ảo này bé hả? 8 triệu. Sóng nó đánh thúng vô. Nhìn êm vậy thôi chứ sóng nó đánh cũng mạnh. Cái chừng dịch này nguy hiểm lắm á. Cái lồ 200 ngàn kết này. Cái chồng luôn 200 ngàn. Cá không là cá. Dạ, biết trồng ở đây này, trồng vô bà. Ưng ý được cái kết cá nào thì bà con mình sẽ đấu giá với nậu. Mình đi qua đây.
này là cá chét nha. Cá này đánh trong đêm vô á, cá tươi. Chú, cá này là lưới rút hả chú? Dạ, lưới rút. Dạ. Cá đục. Lưới rút hay còn gọi là lưới bao á. Đúng rồi, gọi là lưới bao á. Lưới bao á. Bao tròn á. Dạ, tròn. Ông ngoại này là thành công. Dạ, thành công. Bốn dạ. Uống quá, hai lần. Bị kim đừng có hở miệng ra như đó. Hở miệng ra, bà vô đâu. Mấy cô nhìn hai kết luôn, hay quá. Nhìn vậy thôi chứ khó lắm á, nhìn phải quen mới được. Sáng nay ở làng chài mũi cây gà là không có gì ngoài cá nha. Phía trong này có chỗ ngồi ăn sáng uống cà phê. Mình tới chỗ căn mực, mực của bà con mình đi câu. Mực ống. Đang lưỡi sai nha. Mực lớn sẽ có giá hơn. Ông tao gặp mày hết rồi. Dạ chú. Đi lung tung quá đồng ư. Dạ. Ôi, bảo này, phe. Mực trong. Miner. Vào 5 kg luôn ơi. 49 50 rồi cho nó. À, của con gái 2 kg 100, của tao 50, cái này 150 vậy lấy luôn ơi. Cái này 50 đi. Có mấy con mực nang nữa. Ủa? Đi vô đây hả? Khó lâu rồi tổ. Ờ sao nãy mấy đứa kia thằng nãy nãy quẹ quậy làm 5 kg lớn này. Thằng Phú Hoài nè. 5 kg lớn không có con nhỏ nào. Cái dằn mực đó, dằn mực. Lưỡi da đổ đổ nó chạy vô. Mẹ từ từ lụm cho, đổ ơi, đổ ơi. Đổ sớm đâu. Đó, 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 con này nè. Sao mà lấy được 240 ngàn sao ta bán? Con này nè. Chú, cái này là mình vừa câu vừa xúc hả chú? Lấy dựng quay câu vừa xúc để bạn đủ. Cho lớn trước không cho. Vào 2.4 nhỏ.
dầu 2 kg 3 lớn. Yếu ăn rồi chú ha. Mẹ cũng chờ lấy tiền luôn, mấy con lấy cái ăn luôn mà. Đó bên đây. Ốc tái lạng. Vị này là của nghề rập hay nghề giả vậy cô? Dạ. Vị ba chấm, vị xanh, vị so. Cô bóp á. Bóp con nào nó cứng. Chắc. Này 3,5 kg chị. 3,5 kg. Cá dầu, con cá dầu, cá đục đây ra luộc luôn. Vậy này nhiêu ký vậy chị? Dạ, cảm ơn chị. 120 nha. Con cho bà hơn 20. Hơn 20 á. Tao còn bị hà hù hơi mấy con sao mấy giờ nếu 14 mà cái à. Kêu con không hết nha, đừng lo giờ nó mà mất còn nha. Một cây này là rất là nhiều ký. Alo. Cá chuồng, cá nhái. 50 không? Chỉ có 80 ngàn một ký thôi nha. Dạ, cái dấu này. Cá chuồng này là nó biết bay á. Dạ, xúc cá nhái, dạ. Dạ. Cá chuồng mấy hôm nay được giá không chú? Dạ. Đó cái xuồng xúc cá nhái đằng kia cả nhà. Một xuồng một người. Đeo cái đèn trên đầu á, rồi có cái vợt dài á thì xúc. Làm cái nghề này là đòi hỏi phải có kỹ năng cao lắm. Chạy nhanh lắm. Còn đó là 150. Này nhái dẹp. Cá giỏi. Cá này làm gỏi ăn ngon. Cả nhà mình thấy con cá nó bóng đẹp không? Lấy luôn á nha. Cá chuồng này là 50 ngàn một ký. Con này là nó còn sống luôn. Mực nang. Mình biết ông giờ đó đó. Dạ cô, bữa nay mực ống mình bán lẻ là bao nhiêu tiền ký vậy cô? 28 ngàn. Dạ, 28.
Dạ con cảm ơn cô. Mua một kết luôn à. Quá đã hả? Canh nục bán sao bác? Canh nục bán sao vậy bác? 1 triệu một ký. Cho con 10 ký nha. Quay làm YouTube hay gì? Dạ cô. Dạ trời ơi. Vậy có chân chứng minh về mình được lớp Tiền Thịnh nha. Dạ. Gia đình mình đi đông không cô? Gia đình mình phải Tiền Giang lên. Gia đình mình phải Tiền Giang lên. Dạ. Dạ mua mực nè, mua kẻ nè. Dạ. Trời ơi đã nghe chưa? Nhiều lắm mà tại nhiều lắm. Hồi nãy mua 10 bịch vậy nè. Ở đây nè, Tiền Giang nè. Tiền Giang nha. Dạ. Lên đây biển đẹp nè, rồi hải sản tươi ngon, giá cả bình dân. Dạ chúc gia đình mình đi chơi vui nha. Dạ hello chị, trời ơi mua con cá ngừ to quá, mấy ký chị ha? 2,5 kg. 2,5 kg chắc 100 mấy con hả chị? 100 ngàn ký. Dạ 100 ngàn ký. Dạ lấy 2 cái cá nục lấy ra chưa? Mấy ký ăn nhiều lắm. Dạ mua trẻ thì giá lên. Ủa 100 ký. Ôi ủa 5 cái cá nục mới đây ai gánh vậy? 3 cây hả? 3 cây gì? 2 cây cá nục. Ủa cá bánh lái, cá bò. Bà gánh đỡ đây nè. Cả nhà mình mà muốn mua hải sản thì nhớ đi sớm nha. Đi tầm 5 giờ sáng á. Đi sớm thì mình dễ mua hơn. Đi trễ quá 6:30 7 giờ là bà con mình đóng hải sản xong rồi. Là 10 mấy năm rồi hả chú? Dạ. Dạ là ngày trước đi lặn ở đâu chú ha? Dạ trước đi lặn ở đây biển mình à. Dạ chân yếu mà vẫn ráng tiếp tục đi làm biển. Dạ rồi sinh sống. Dạ con thấy khâm phục chú á. Dạ. Dạ chú con có món quà thay mặt cô Liên ở Úc á để tặng chú nha. Dạ để cô Liên cảm ơn nha. Dạ cảm ơn cô Liên. Dạ chú nhiều sức khỏe nha chú nha. Cái dê này là hấp, dạ, xúc nước rồi. Dạ. Ủa chú như là chính xác là tháng mấy mình rời về bãi sau này chú? Tôi cũng làm cái gì đây, về đây nó 2 tháng hay nhiều vậy hả? Dạ. Đây là cũng cái tháng 9 là về bãi kia. Chín tháng 10 là về đây bãi trước. Ở đây sao mất mấy tháng à? Ở đây thêm 1 năm, ở đây được mấy tháng à? Dạ. Ở dưới kia nhiều hơn. Rồi về đây mấy tháng hè á? Mấy tháng hè, mấy tháng hè, ở dưới nhiều hơn trên đây nè. Này, thi qua con Vũ này, cá này đó, đã không? Cá là quýnh vậy phải không? Đã ghê chưa? Cái này nước ngon chứ không? Cá được ban đủ, không? Mới kéo lên ngon không? Chân cắn run dữ sợ luôn. Run tay run chân hết rồi đó. Cá đã không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị. Cá này không phải là không có đóng lên thôi, do mình ra mình thăm chửi quá. Cá này ra sân cầu mùa đông có gì. Okay. Quýnh lên đó đóng đây này. Ra thăm chửi quá. Wow, wow. Khúc này của điên rồi quá. Kéo nghiêng một dàn lưới luôn, được cái khúc sau. Cái chích mà nó không có đóng thì nó đóng một lần là nhiều lắm, tại nó theo đàn á. Nghiêng lưới nữa về vô YouTube follow nó nha. Mình đóng phá nha. Dạ đi biển hả chú? Dạ. Đi đúng kết đây. Dạ con chào mấy chú nha. Đang đợi xe chở đi. Dạ con á. Đây bà con mình trúng cá nục. Mấy cái can đựng dầu. Câu mực. Mình thấy có đèn với cần câu nè, là biết cúng câu. Câu đêm là phải có cái đèn này trong, mực nó mới tụ lại. Chú mình đi từ mấy giờ chú?
4-5 giờ gì đó. 4-5 giờ chiều. Dạ. Cầu tới sáng luôn. Cảm ơn cô. Bữa sáng của mình đây. Ở đây thì bán đồ ăn sáng cũng đơn giản lắm, có bánh mì với mì tôm. Mì tôm, trứng chiên. Mời cả nhà mình ăn sáng luôn. Mì tôm này mà mua vài con mực bỏ vô là quá ngon. Có mấy chiếc kia lớn đang chạy vào. Chúng này đang chạy thúng ra để mà chuyển hải sản vô. Không biết ghe này đi nghề gì đây. Mình thấy cái bèn cạo lưới. Cái dáng ghe này rất là giống ghe ở Ninh Thuận. Chiếc này chở đầy thúng luôn. Cắt cơm. Cắt cơm này một là của nghề pha súc, hai là nghề lưới mùng. Rút mùng á. Cá cơm sai cỡ này đẹp. Mấy cái lồ đằng kia cũng là cá cơm luôn á. Cá cơm làm khô, làm nước mắm. Nước mắm cá cơm thì độ đạm nó cao. Xúc đá xay. Cái khâu này là cực kỳ quan trọng nha. Nhảy lên cho nó nặng cái đầu. Chạy cũng khó lắm cả nhà ơi. Chỗ này nó hơi chặt. Cá đều con. Cá cơm mà size nhỏ sẽ có giá hơn là size lớn. Đẹp quá, thúng này đẹp hơn thúng hồi nãy. Cái này không có đá. Cột mày không gì. Hả? Đây, đây.
cá cơm tươi này là chuyển lên lò hấp, hấp xong phơi. Hấp xong phơi thì con cá nó đẹp hơn, dễ xuất khẩu. Bên mình cũng nghe kinh nghiệm là con cá tươi á, mình hấp trong lúc nó còn tươi rồi mình phơi thì con cá nó sẽ có cái độ ngọt nha. Làm từ mấy giờ chị? Làm từ 4 giờ sáng rồi. 4 giờ sáng? Dạ. Chị khổ lắm à. Cái gì? Chị khổ lắm à. Nét đẹp lao động. Nét đẹp lao động, nó phải nét đẹp bằng đường nha mày. Cái gì? Cá này là cá của người giả hả cô? Nhìn cá chai, cá thuận với cá lưỡi trâu là mình biết cá của người giả. Cá chai nhiều. Cá chai làm chả cũng ngon. Cá này cũng xuất khẩu á. Cũng hấp rồi bắt đầu phơi, phơi xong lột da. Bên này là cá bóng, cũng của nghề giả luôn. Trời ơi, cá bóng này mà kho thì thôi chứ. Thêm một ít rau sống, dưa leo nữa. Ăn cơm. Dạ con chào chú. Dạ chú ơi, cái này mình đi pha xúc hay là lưới mùng hay chú? Lưới mùng hả chú hả? Dạ. Này mấy tấn không chú? Này mấy tấn? 3 tấn dạ. Là ghe ở Tân Thành mình luôn hay là ở chỗ khác anh? Phan Thiết dạ. Chú con thấy như cái chiếc kia ở Ninh Thuận hay ở đâu chú? Ninh Thuận đúng không? Dạ. Tại mình nhìn cái dáng ghe là mình biết Ninh Thuận thì chắc là nổi tiếng pha xúc cá cơm với lưới mùng. Ở tiếp tục video em Minh sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi qua bên bãi đá vàng nha. Bãi đá vàng chỗ ngay Hải Đăng nè. Bãi đá này cũng đẹp lắm. Cái khu du lịch thế giới xanh này hình như là không có còn hoạt động nữa. Ở cả nhà mình thấy cái biển Blue World Resort này. Rồi mình chạy thẳng ra biển là đến bãi sau. Rẽ tay trái là vào thị xã La Di, ngược lại là đi về Phan Thiết. Cái đường này nó không có tên cả nhà. Nếu mà vào Phan Thiết cái đường này nó dài luôn là đường Lạc Long Quân á. Anh chị và các bạn mình mà muốn ra Hải Đăng á thì mình sẽ đến bãi biển đá vàng này nha. Nó có một cái bến cano. Ra đây mình mua vé mấy chục ngàn một người à. Hôm nay thì mình không có ra Hải Đăng tại vì video trước mình có ra một lần à. Chỗ này cũng có một cái bến thúng của bà con người dân. Nhìn qua là cái chỗ hồi nãy mình đang đứng á. Hello. Tài xế đâu cô? Dạ.
Dạ chào chú. Bữa thằng này giống như bữa đi rồi này. Dạ đợt trước em có đi á chị. Đợt này khách gia đông chị. Cũng đông mà bữa nay thứ hai, bữa nay thứ ba tư nó ít nhất. Dạ. Nay đầu tuần hơi vắng. Có bán dừa nè, nước giải khát. Có giỏng nữa. Đây cho quay cái đó, cái đó hả? Rút người ta hả? Dạ. Dạ nay ghé lại để quay xíu bãi đá vàng tại thấy đẹp quá. Dạ. Sáng người ta biến cá nó đổi lên xuống quay cho ta lên đi quay. Dạ em có quay hồi sáng rồi. Không không đừng cho mặt mấy con này lên chán mình hình hết mà. Dạ. Chị bữa nay vé cano ra Hải Đăng có thay đổi gì không chị? Nói chung thì em đi cũng giá trên 5 người thì cũng 50 ngàn một người khứ hồi như thường. Dạ. Còn mà em đi một mình em chịu ấy quá thì em phải giá cao. Dạ. 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 Cảm ơn chị nha. Dạ. Chỗ này chụp hình là quá hợp lý. Đi cano qua Hải Đăng 5 phút rất là gần. Có cô chú nói với mình cái thời điểm mà nước mà nó cạn á, cạn mà cạn xa đó nha, là có thể đi bộ ra ngoài đó luôn. Phía đằng kia có một cái bè hải sản của bà con mình cũng rời về đây. Hải Đăng Cây Gà này cũng lâu đời lắm rồi, hơn 100 năm tuổi. Biển xanh, cát trắng, đá vàng. Dạ sáng gặp giờ gặp nữa. Dạ quay nữa ha. Dạ. Sáng rồi gặp cô hải sản bây giờ. Dạ chào cô. Thấy mũi cây gà sao cô? Quá đẹp luôn. Dạ. Bao la luôn đẹp. Mà nắng. Dạ. Ở Bình Thuận là nắng với gió hả cô à? Dạ. Mà mùa nắng này đi biển nó mới đẹp, nó mới xanh. Dạ. Dạ con chào chú nha. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Giờ này khách bắt đầu xuống đông. Đi ra Hải Đăng xíu rồi vô. Cách đây
hơn một cây số. Nếu mà cả nhà mình thuê gần đây á, thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Dạ con chào Quải. Dạ có. Quải ơi, con có món quà thay mặt cô Liên ở Úc á, gửi tặng cho Quải nha. Dạ. Dạ. Ai con? Con à. Dạ cô Liên ở bên Úc á. Cô Liên ở bên Úc hả? Dạ. Dạ Quải cảm ơn cô, chẳng sao mà gửi lời cảm cô được. Dạ. Con. Cô Liên ở bên Úc. Dạ. Gửi cho Quải á. Dạ, gửi tặng Quải. Chúc Hoài nhiều sức khỏe nha. Rồi con ơn ngoại cũng chúc con nhiều sức khỏe. Nói ngoại họ chăm cô Liên. Dạ. Chúc cô Liên nhiều khỏe, sức khỏe, mạnh khỏe ở bên đó. Nhân dạ. Đó. Bye bye ngoại. Bye bye con. Dạ. Trời. Mua thuốc uống hả? Dạ. Đây là 300 ngàn của cô Liên á. Dạ, thay mặt cô gửi tặng em. Cảm ơn anh. Dạ. Nó cô, em cảm ơn cô. Dạ. Em đi nha. Dạ. Chút thời gian theo dõi đến hết video của mình nha. Có gì sơ sót mong cả nhà mình bỏ qua. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Giờ thì mình xin phép được tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong video mới nhất của mình nha.